Xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay Khôi làm clip này. Tuy nhiên là cái phần đầu thì Khôi thêm ảnh vì nhiều anh em yêu cầu là mình sẽ úp cái ảnh chụp chi tiết. Thì anh em cùng xem nhé. Thì đây là cái con âm ly Scott LK72, một cái phiên bản kit của 299C. Tất cả cấu hình bóng các thứ nó đều giống nhau hết. Nó chỉ có khác là ở đây là cái giá nó rẻ hơn vì là cái model. Còn lại thì từ công suất bóng hay là chất âm thì hoàn toàn không thấy gì khác biệt. Anh em nào không quá gọi là đặt nặng cái vấn đề model thì con này nó sẽ có cái giá tốt cũng như tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Bên cạnh đó là đây là cái phiên bản black, còn gọi là màu đen, rất là đẹp, rất là hầm hố luôn. Còn máy móc thì zin tuyệt đối nguyên bản 100%. Cấu hình bóng cũng thuộc dạng đỉnh anh em. Bóng ngồi là GZ34 Briton. Bóng công suất là Scott, bóng đạp là Scott. 4 cây rề 12-7. Trong đó có 2 cây là Tele, còn gọi là Telefunken. Thì theo cái đánh giá của riêng Khôi thì đây là một trong những cái cấu hình bóng chuẩn. Chuẩn chỉ anh em. Ngoài ra thì máy đẹp. Nói chung là vừa chơi vừa sưu tầm. Thì đối tác cho cái con âm ly này là các cái dòng loa cổ, đặc biệt là anh em đánh với anh Ted. Thật sự là nó hợp và nó hay. Không biết là nó do một cái sự trùng hợp hay là một cái gì đó mà đánh anh Ted là hay anh em. Bên cạnh đó anh em có thể đánh AR3, AR2 cũng như là các cái dòng loa loa thùng anh em. Loa thùng thì anh em có thể đánh JBL 65, L100 đó. Đều đánh tốt luôn. Đây là cái dòng công suất lớn anh em. Một kênh nó ra 35W thì thật sự là nó quá lớn. Để anh em yên tâm mình đánh các dòng loa cổ nha. Thì bình thường á thì Khôi làm clip, nhưng mà hôm nay thì mình thay đổi một chút xíu. Mình làm ảnh anh em nha. Đó, thì anh em có thể add thêm số Zalo hoặc là vào Facebook Lê Khôi để mình xem các cái bài đăng về các cái hình ảnh như thế này nhá. Rồi, Khôi xin cảm ơn và chúc anh em sẽ nghe nhạc hay, lựa chọn cho mình một bộ thật là ưng ý, hợp túi tiền, hợp tai nghe, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm tốt nhất, mới nhất mà Khôi thường đăng tải hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Và chúc tất cả mọi người một ngày tốt lành. Thôi em ra đi về
mình.